Chào tất cả các bạn, cũng như mọi ngày thì có những cái sản phẩm độc lạ lạ thì mình để làm những cái video cho các bạn xem. Những cái sản phẩm mà mình làm thì nói luôn độc lạ, bởi vì sao? Trên thị trường Việt Nam nó sẽ rất là ít, và đây là hàng xách tay. Ví dụ như ở trên bàn mình đây, nó là hai phiên bản Lenovo, một chiếc là của Lenovo, một chiếc của Fujitsu. Chắc là nhiều bạn cũng rất là lạ là mấy thứ Fujitsu, vì thật ra ở Việt Nam mình nó rất là ít và chủ yếu là sản xuất thị trường nội địa Nhật Bản. Và cả hai cái máy này đều thuộc phân khúc là máy tính bảng line, có nghĩa là chúng ta nhấc ra nhấc vào được. Tôi lấy ví dụ chiếc này, mình sẽ làm ví dụ cho các bạn xem. Đây là cái nút bấm này, cực kỳ độc đáo. Riêng với người Nhật thì họ có rất nhiều cái thiết kế hoặc là những cái ý tưởng mà dùng trên những chiếc laptop cực kỳ hay. À, còn chiếc Lenovo Helix cũng vậy. Với một chiếc máy tính như này thì nó sẽ phù hợp với các bạn thường xuyên di chuyển đi lại nhiều, chủ yếu là đi công tác, thì chúng ta cầm những cái thiết bị như này nó rất là hay. Nó vừa là máy tính nhưng nó lại chạy hệ điều hành Windows đầy đủ, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng như một cái máy tính bình thường chứ không phải là một chiếc máy tính bảng, thì nó tiện dụng là như vậy. Bởi vì sao? Những cái chiếc máy tính bảng thì kể cả màn hình cảm ứng có nhạy đến mấy thì cũng không thể nhập liệu tốt vào một cái bàn phím cơ như này được, à, bàn phím kiểu dạng máy tính như này được. À, chúng ta chỉ cần để một cái là nó sẽ kết nối thành một cái máy tính bình thường, và khi gặp lại thì nó rất nhỏ bé như thế này thôi. Trọng lượng của mỗi chiếc này nó khoảng hơn 1 cân. Chiếc Lenovo thì mình nhìn thì cái thiết kế của nó thì đúng ra nó sẽ hơi thô một chút, nhưng mà Lenovo từ ngày xưa đến giờ nó rất là kén khách, và chủ yếu những người phải thực sự hiểu biết hoặc thực sự yêu chuộng cái thương hiệu thì chúng mới thích cái Lenovo. Còn đối với những cái bạn trẻ cái thứ thì đại đa số sẽ không chọn dòng này, mà chỉ có những cái bác mà chơi Lenovo từ ngày xưa. Nhìn những cái máy này tôi cam đoan chắc là các bác rất là thích. Còn chiếc Fujitsu này có cái thiết kế rất là hay. Đúng là bọn Nhật đẩy vào cái sẽ thành một cái máy tính bình thường. Trọng lượng của chiếc này thì mình cầm vào nó khoảng 1,5 kg. Bây giờ mình sẽ quay gần từng sản phẩm cho các bạn xem. Riêng dòng ThinkPad thì từ ngày xưa đến giờ nó đều một cái màu đen huyền bí và đều mạ một cái lớp cao su ở trên. Đây, các bạn có thể nhìn kiểu dáng bên ngoài của chiếc ThinkPad Helix. Ở bên cạnh phải dưới đây thì có cổng phone và hai nút volume, và đây là nút khóa màn hình này. Đây, còn đằng sau của nó thì các bạn có thể thấy có một cổng mini port và cổng USB khi chúng ta kết nối vào dock, và cổng sạc của nó đây. Thêm một cổng USB nữa, tương đối là đầy đủ. Các bạn để ý đây là cái camera. Để mình đọc thông số thì chiếc camera này của nó lên đến 2.0, chính vì thế chúng ta có thể chụp ảnh rất là nét. À, mình sẽ cho các bạn xem luôn cấu hình của chiếc máy này. Các bạn có thể thấy là máy chạy Windows 10 64 bit, và máy được trang bị vi xử lý Core i5-3337U, và RAM được trang bị trên máy là 4GB. Mặc dù màn hình chỉ 11,6 inch nhưng mà được trang bị Full HD vì tấm nền IPS, nên chúng ta nhìn cái màn hình nó rất là sáng và rất là đẹp, 1920x1080. Và trên máy được trang bị cái công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm, chính vì thế chúng ta sẽ dùng vuốt các thứ như trên một chiếc máy vi tính bảng, nó rất là nhạy luôn. Ổ cứng trên máy được trang bị chiếc SSD 128GB. Các bạn có thể thấy nó đang chạy chiếc ổ cứng SSD 128GB của hãng Toshiba. Đây, một cái bàn phím như này thì khả năng nhập liệu gõ chúng ta rất là thích. Anh em để ý này, bên trên nó vẫn còn cái camera như này. Vị trí nó sẽ có hai camera, camera trước và camera sau. Đây, các bạn nhìn thấy kiểu dáng của con này một lần nữa. Giá bán trên thị trường một phiên bản sách tay như này thì nó gọi là hàng cũ, hàng bãi đã qua sử dụng, thì giá trên thị trường nó khoảng 8-9 triệu cho phiên bản i5 như thế này. Đây, chúng ta có thể xê cái touchpad, nó rất là sướng luôn. Bàn phím nhập liệu này các bạn làm văn phòng nó cực kỳ sướng. Thời lượng pin của con này thì theo thông số được khoảng 6-7 giờ. Nhìn chiếc Fujitsu này thì có vẻ mới hơn. Thiết kế khá là vuông vắn, nó khá là đẹp mắt, và cũng có camera đằng sau, có đèn flash. Các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ chạy bản Windows Pro. Ở đây thuộc phân khúc Ultrabook. Để ý cái nút này, đây là nút bảo mật vân tay này, trên phiên bản này cũng khá là cao. Nó có rất nhiều cổng hơn chiếc Lenovo kia. Thì đây thì mình thấy khe cắm SD thì nó ở đây này. Đây. Còn đây là cổng USB này.
cổng 3.0 và thêm một cổng mini port. Và đây là cổng phone này. Bên này thì có nút nguồn, volume to nhỏ này. Và đây là khe tản nhiệt của nó này. Và các bạn để ý cái đây là cái cổng sạc rất là bé. Và đây vẫn là khe tản nhiệt của nó đây. Bảo mật vân tay ở đây nhá. Đây. Chúng ta sẽ để cái này thì nó sẽ hơi bập bùng. Chính vì thế hãng nó đã thiết kế thêm thì chúng ta chỉ cần rút cái này ra này. Đấy. Nó sẽ đứng máy rất là chắc chắn bởi vì cái bàn phím bên dưới rất là mỏng. Chiếc này thì được trang bị màn hình 12,5 inch. Đây các bạn có thể thấy là máy được trang bị Windows 7 Pro Westlo. Và đây là Windows bản quyền. Và chúng ta có thể up lên Windows 8 hoặc Windows 10. Cái xử lý trang bị trên máy đó là 4200U, một xung nhịp CPU tích kỷ điện và RAM trang bị trên máy là 4GB. Các bạn lưu ý đây là cái tên của cái máy này, Q704 này, Fujitsu Q704. Và màn hình con này là 12,5 inch Full HD và có trang bị tấm lên IPS, chính vì thế màn nó rất là sáng và có cảm ứng đa điểm, chính thế là chúng ta rất là tiện. Rất là nhạy luôn. Mình sẽ kiểm tra cái ổ cứng của phía màn này. Các bạn có thể thấy là máy trang bị cái ổ cứng SSD với dung lượng 128GB. Và cái ổ cứng trên chiếc máy này đó là chiếc ổ cứng Samsung. Dùng rất là nhanh. Đây các bạn nhìn lại tổng thể hình thức của chiếc máy một lần nữa này. Bàn phím dạng check nét nổi như này thì chúng ta gõ nó rất là sướng. Và khả năng nhập nhiều bàn phím cũng vô cùng tuyệt vời. Và tớ xoay cái chuột ở trên này thì thấy khá là nhạy và khá là mượt. Đây khi chúng ta muốn nhắc ra có cái nút bấm đấy, anh em để ý này. Đấy. Rất tiện dụng luôn. Buổi tối thì chúng ta chỉ cầm một chiếc máy này, chúng ta có thể làm việc, đọc báo và check mail. Khi cầm như này thì trọng lượng nó khoảng 800g, rất là nhẹ. Đây mời các bạn xem lại tổng thể hình thức của chiếc Q704 Fujitsu. Tôi nói luôn với các bạn, hai phiên bản này mới ở Việt Nam ra chỉ có khoảng 1-2 chiếc. Chính vì thế những cái phiên bản này nó dành cho những cái bạn thích sưu tầm, độc lạ thôi. Còn thực ra với cấu hình như này thì cũng không có cái gì là quá đặc biệt cả. Và đặc biệt ở đây nó là nó độc, nó hiếm và ít người sở hữu thôi. Còn các bạn dùng cái này để chơi, để công tác thì rất là tiện. Còn giá bán của phiên bản này trên thị trường họ xách về thì khoảng 13 triệu đồng. Đây, bây giờ mình sẽ gập xuống cho các bạn xem. Đấy, cho vào cặp kiếc xách đi xách lại con này, ngon này. Thế là pin của con này khoảng 7-8 giờ. Và đặc biệt camera 2.0 rất led. Tổng quan lại thì hai chiếc máy này nó đúng ra cấu hình thì không có gì đặc biệt. Đặc biệt ở đây là nó độc, nó lạ và có những cái thuận tiện phù hợp với các bạn mà thường xuyên phải di chuyển đi lại nhiều. Còn với cấu hình như thế này thì mình cũng phải nói luôn các bạn, chủ yếu nó dành cho phân khúc business, có nghĩa là anh em chỉ dùng check mail này, đọc báo, xem phim và có thể dùng Photoshop nhẹ trên chiếc máy này, chỉnh sửa hình ảnh hoặc có thể chạy những cái phần mềm trả code lập trình trên chiếc máy này hoàn toàn là ok. Lưu ý hai dòng này thì không thể chơi game chuyên nghiệp được. Và chủ yếu nó chỉ chơi web game, nói chung là giải trí thì chúng ta dùng hai cái máy này thì thuận tiện. Đặc biệt thời lượng pin của dòng này thì 6-7 giờ, cũng tương đương một ngày chúng ta đi làm mà không cần phải sạc thì mình thấy cũng là khá hay và hợp lý. Còn chiếc Lenovo này thì nó giá khoảng 7-8 triệu, còn chiếc này thì nói luôn với các anh em mà nó khoảng trên 12-13 triệu gì đấy trên thị trường. Còn anh em mà có những cái sở thích siêu tầm độc lạ thì chúng ta mua hai chiếc này cũng khá là ok. Chương trình của mình đến đây là kết thúc. Anh em có những cái câu hỏi gì về máy móc hay là công nghệ thông tin cứ vui lòng comment bên dưới, mình sẽ tổng hợp, biên tập và trả lời cho những anh em qua những cái video như này. Thân chào các bạn và hẹn gặp lại.